Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Hiện nay thì lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch đông tiếp tục bao phủ lên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc và khu vực giữa biển Đông, gây ra trường gió đông đến đông nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, trường gió khá yếu và duy trì trường gió đông bắc có cường độ trung bình trên khu vực biển Đông. Lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu sẽ còn tiếp tục chi phối thời tiết và chế độ sóng gió trên các vùng biển trong vài ngày nữa. Do vậy, đây sẽ là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và vận chuyển hàng hóa. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới vùng biển ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Ngày hôm nay thì trường gió Đông Nam đến Đông mang hơi ẩm, mang sương mù đến cho toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sáng sớm nay trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn dưới 1 km, gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Phải đến trưa khi ánh nắng xuất hiện, su tan mản sương thì tầm nhìn xa mới thoáng trở lại trên 10 km. Thời tiết trên vịnh có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cường độ yếu, mạnh cấp 3 cấp 4 tình trạng biển êm, thuận lợi cho việc di chuyển của các phương tiện tàu thuyền. Vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ cũng như phía Bắc Vịnh Bắc Bộ thì ngày hôm nay ở khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ gió cũng chuyển dần sang hướng Đông Nam đến Đông với bản chất là ẩm nên gây ra sương mù giải rác vào buổi sáng sớm khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Do vậy khi di chuyển trên vùng biển này thời điểm sáng sớm tàu thuyền cần phải lưu ý bấm còi báo hiệu theo quy định và hạn chế tốc độ để tránh va chạm. Nhìn chung thời tiết khu vực biển thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và vận chuyển hàng hóa. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Ở các vùng biển miền Trung thì vẫn tiếp tục duy trì trường gió đông đến đông bắc có cường độ trung bình. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi thì tịnh hành gió đông đến đông bắc có cường độ mạnh cấp 4. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Do vậy, bà con ngư dân có thể khai thác và đánh bắt thủy sản bình thường trên biển. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận là trường gió đông bắc có cường độ hơi mạnh hơn một chút so với hôm qua, ở mức là cấp 4 cấp 5. Thời tiết biển ngày hôm nay có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Mặc dù cường độ gió có mạnh lên nhưng cũng chỉ dao động ở mức cấp 5 nên tàu thuyền vẫn có thể hoạt động trên vùng biển này. Riêng với các loại tàu thuyền nhỏ thì cần phải lưu ý Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm côn đảo, tiếp tục duy trì cường độ gió ở mức cấp 5, cùng với thời tiết biển tương đối tốt, có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng là nơi tàu thuyền có thể ra khơi đánh bắt và vận chuyển hàng hóa. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc tiếp tục duy trì dạng thời tiết tốt, không mưa tầm nhìn xa trên 10 km cùng với chế độ sóng gió yếu ở mức ổn định, gió đông ở mức cấp 3 cấp 4, độ cao sóng dao động từ 0,25 đến 0,75 m nên đây là nơi rất thuận lợi cho những chuyến ra khơi đánh bắt dài ngày của bà con ngư dân và các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ cuối tuần vùng biển Vịnh Thái Lan thì bên vùng biển Vịnh Thái Lan ngày hôm nay thời tiết chuyển mưa trở lại nhưng cũng chỉ xảy ra ở diện vài nơi và xuất hiện chủ yếu vào buổi chiều, tầm nhìn xa là trên 10 km. Chế độ sóng gió trên vùng biển này cũng khá ổn định, gió đông hoạt động mạnh cấp 3 cấp 4, độ cao sóng là từ 0,5 cho đến 1 m, thuận lợi cho việc khai thác thủy sản và đánh bắt xa bờ khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trên khu vực phía Bắc Biển Đông ngày hôm nay, gió Đông Bắc đến Đông lại mạnh thêm một chút so với hôm qua và cường độ gió đã mạnh lên mức cấp 5. Mặc dù là gió có mạnh lên nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hàng hải trên khu vực biển này. Riêng với những loại tàu thuyền nhỏ thì với mức gió này có thể sẽ gây nguy hiểm. Thời tiết trên khu vực biển có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, tiếp tục duy trì trường gió đông bắc có cường độ mạnh cấp 4 cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km nên khu vực giữa biển Đông vẫn là nơi có điều kiện biển khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, khai thác thủy sản và chuyên chở hàng hóa. Khu vực phía Nam biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, huyền Trân, sông Tử Tây khu vực phía Nam Biển Đông, ngày hôm nay thời tiết tiếp tục chuyển xấu thêm, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Do tầm nhìn xa bị hạn chế trong mưa nên tàu thuyền lưu ý là hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Cường độ gió trên vùng biển không mạnh, vẫn là trường gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5 nên các tàu thuyền có thể di chuyển trên vùng biển này những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo